Xin chào quý các bạn nha. Thì hôm nay mình thả tôm trên farm đất. Thì cũng giống như cái vùng này thì hiện tại nước ngọt còn nước mặn còn rất là thấp, chỉ khoảng 5 phần ngàn, nên phù hợp nuôi trên ao đất. Ao bạc thì hiện tại đợi khoảng vài tháng nữa thì sẽ xuống ao bạc. Thì như vị thấy nè, sau khi những cái quy trình mà Duy xử lý nước ban đầu trên ao đất á, thì Duy đã chia sẻ cho bà con rất nhiều. Và hôm nay thì như vị thấy cái màu nước nó đã chững. Và cái nước này là nước sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần sau nhiều vụ nuôi nha bà con. Và ở vùng này thì không có độ mặn ở ngoài sông khi mà vào mùa mưa. Thì nước này là nước sử dụng đi sử dụng lại trước khi thả tôm. Và giống như hôm bữa thì đã thu về xây đó là 36 con. Thì như vị thấy nè, hiện tại màu nước đã được xử lý lại rất đẹp. Và khí độc đã về không, cũng giống như cân bằng kiềm pH và mọi thứ đã chỉnh. Và thần tôm đã đạt ok. Thì cơ bản ngày hôm nay đã xuống tôm. Vụ tôm này là cái vụ tôm cuối năm. Và cũng giống như sau cái vụ này thì đây là cái vụ 3. Và kết thúc vụ này thì mới bắt đầu là bơm nước ra và làm đất lại, cải tạo lại. Sau khoảng 3 năm thì Duy mới làm đất và cũng giống như ủi đất lại. Còn những cái vụ mà không ủi thì chỉ phơi cho cứng đáy và cũng giống như trắng đáy, để làm cho chất những chất hữu cơ đó, nó được kết lại và không giống như nó dẻ nằm ở dưới đáy. Cũng là một giải pháp rất tiết kiệm, hạ chi phí trên việc mình nuôi trên ao đất, chi phí cải tạo ao mỗi năm. Và cái việc hiệu quả nó cũng rất là cao nha quý vị. Là cái việc là sau 3 năm mới ủi và cũng giống như dọn đáy ao là một lần, thì mình đỡ được rất chi phí vài chục triệu trên một năm. Để làm được điều này thì thủy sản Yến Duy luôn tuân thủ những cái quy trình mà gọi là hiệu quả trong nhiều năm qua và đúc kết sau nhiều vụ nuôi. Cái gì hiệu quả thì Duy cũng đã chia sẻ cho bà con rất là nhiều. Và quý vị các bạn muốn cần biết về cái quy trình này và cũng giống như biết về cái tính hiệu quả này thì bà con cứ liên hệ ở Duy và hay là nhắn tin Zalo với Duy sẽ cùng đồng hành cùng tất cả quý vị các bạn.